Rồi, chào mọi người. Bây giờ mình lại tiếp tục giới thiệu một cái dòng sản phẩm mới bên cửa hàng ha. Thì cái dòng này bên cửa hàng chỉ có một con duy nhất thôi. Thì con này là con hàng mẫu nha. Đó, một con duy nhất thôi. Giá thì mình bán cũng khá là mềm. Con này là 3 triệu 950 ngàn nha mọi người. Đây là cái dòng máy bắn đinh dùng pin của hãng Freeman. Nó sử dụng là pin 20V mắc, pin lithium-ion nha. 23. Một máy 2 pin một sạc. Chỉ có 3 triệu 950 ngàn thôi ha. Thì cái con này thì bên nước ngoài bảo hành 5 nè anh em ha, nước ngoài bảo hành 5. Hàng này sản xuất của Trung Quốc nha. Có cái mã là gì? Nói chung đây, model đây nè, model ha, BE200V21 mà 2118G. Rồi, ok. Xui cho anh em xem. Có một con thôi nha, anh em có mua thì là hết á ha, có gì chờ lô sau lô này về còn như là để xem mẫu ha, coi nó như thế nào. Thì sẵn đây vừa làm về làm quảng cáo cho anh em, review cho anh em xem luôn. Đây thì trong cái thùng của nó đó là một hướng dẫn sử dụng ha, một máy 2 pin một sạc. Thì pin này là pin 20V mắc 23, có pin phía sau đó. Rồi đây là cục sạc này thì nó sạc được từ 100V nha, 100V đến 240. Đó, nói chung sạc này Việt Nam mà thoải mái ha. 100 đến 240, sản xuất tại Trung Quốc. Hàng của Dreamman. Và đây là cái cục thoải mái chúng ta nha. Thì cái máy này nó cũng có chức năng rất là hay. Khi anh em bắn hai chế độ nè anh em ha. Đó. Chế độ bắn từng đinh một ha, mình cứ đưa xuống mình bóp cò thôi. Còn anh em mà làm biến bóp cò thì anh em mình xin sơ độ số 2 mình bấm cò giữ luôn. Cứ ấn là nó sẽ chạy thôi ha. Nó sử dụng hai chế độ đinh, một cái dạng đinh đinh chỉ nè và một đinh u ha. Thì nó bắn được tới đinh chỉ là 50 nha, 50, đinh u tới 40. Đây, khuyên học đinh nó lớn như thế này. Nha anh em ha, có khóa an toàn và có núm chỉnh đây ha, mình chỉnh đinh đây nè. Mình chỉnh sâu chỉnh cạn gì trên đây anh em ha. Lát mình sẽ chỉnh cho anh em xem. Đó. Cầm cũng khá là nặng nha nè. Nó sẽ có hai cái đèn, một cái đèn led, đèn led đây ha, hai cái đèn led, một cái đèn báo ha. Khi mình bấm nó cho hoạt động thì đèn này nó sẽ sáng, hai đèn led hai bên đây nè, bên đây một cái nữa đó. Nói chung làm khá là chắc chắn. Cái này xài pin không, không có ga nha, xài pin không luôn đó, không có ga trên đây nha anh em. Rồi rồi ok ha, mình sẽ test cho anh em xem. Thì bây giờ mình sẽ test đinh u trước, mà không có đinh u lớn, lấy đinh u này ha. Ở đâu này khoảng cỡ phân mấy á nha nè, phân mấy thôi. Đâu thì anh em nằm để trên đây nè, để trên đây ha, đưa vô đó, nó có cái gờ ha. Đâu thì anh em để phía trên nha đó. Rồi như thế này ha, đẩy vô rồi vậy thôi. Thì mình để chế độ từng cái ha, từng cái là anh em bóp xuống nè, để xuống nhà anh em mới bóp đó nha, là đinh nó thẳng như thế này anh em thấy không, nó sát nè đó, đúng ha. Còn ví dụ chúng ta tăng cái này lên chỉnh này hoặc là nó, mình sẽ để chế độ là thấp nhất nè, thấp nhất luôn ha, coi nó như thế nào đó. Khi mà chế độ thấp nhất thì anh em để cái đinh nó bị lòi ra, thấy không nè, lòi ra nè đó. Còn khi anh em tăng lên nha, tăng lên, tăng lên 50 rồi. Đó, cái đinh nó sẽ nó thẳng vô nè anh em thấy ha. Đó. Thì cái này thông thường để ở giữa được rồi. Tùy theo độ cứng của mềm anh em chỉnh cái mức độ khác nhau ha. Anh em có thể chỉnh lò răng chút cũng được. Và cái này có cái hay cái là cái anh em cái cọ cho anh em để nó không có đụng, nó chỉ vậy thôi. Em biết nè. Đó. Ấn vô nó khóa vậy thôi, anh em nhìn cái khoảng hở ở từ cái mép này nè, từ cái mép này. Ha, từ cái mép này cho tới miếng gỗ nó không có đụng vô. Nè, nó hở nè. Đó. Anh em thấy không? Nó tầm hở khoảng một khúc luôn á. Đây. Tất cả anh em thấy. Đấy thấy không? Đó, mình sẽ bắn lên cho anh em xem để anh thấy cận cảnh cái đội của nó này
Vậy hỏi nha. Đó. Này, anh thấy ha. Ok. Thì cái hở này nó cũng có hai anh em á, nó sẽ không có làm miếng gỗ này nó có dấu nha. Thì cái này nó bọc bọc cao su rồi nó sẽ chịu này ha, đây nó sẽ không có dấu. Cái này là cái khóa an toàn ha, bình thường là cái này là khóa an toàn đây. Đó. Thì nó hoạt động vậy thôi. À, chức năng dùng pin thì nó có mấy chức năng vậy thôi ha. Đây chức năng mình đang chế độ đơn là anh em bóp còn nó sẽ nhảy, mình sẽ để chức năng ở chế độ là liên tục đây nè ha. Chức năng này anh em gạt ở đây là anh em bóp cò, anh em bóp cò thì bóp cò luôn nha, giữ luôn như thế này và nó không có chạy đâu. Anh em ấn xuống nè, đó, ấn xuống giữ luôn cái cò ha, ấn xuống đó, ấn xuống thì chức năng đó là anh em bấm ha, giữ cò liên tục và khi ấn chỗ nào là nó sẽ nhảy chỗ đó thôi, chúng ta không cần bóp cò nhiều lần ha. Đó là chức năng rất là hay của cái súng ninh này nha. Nè, giữ đò luôn ha, ấn thôi ha, ấn đó. Rồi ha, ok. Còn để chế độ này là anh em ấn nó, em ấn như nè, anh em bóp cò đó thì nó mới nhảy ha. Ok, đó là đinh u. Bây giờ mình sẽ qua cái đinh chỉ cho nè. Thì cửa hàng chỉ có một cây nha anh em, anh em có nhu cầu qua cái hàng lấy, mình không có cây thứ hai đâu. Đây mình sử dụng cái đinh 4 này ha. Ha, mình đinh 4 thì anh em gắn ở dưới nha, gắn như thế này nè, sát vô, sát ẩy vô. Rồi thì mình sẽ bấm thôi, mình để cho độ đơn ha. Đó, lúc chỉ luôn anh em ha, sát như thế này đây, đúng ở đây đó. Đây nè, đây nè, rất là thẳng luôn ha, nó không có lồi lên. Thì nói chung mình chỉnh được đinh mà ha, nó lồi mình chỉnh lên chút xíu nha, còn nó sâu quá thì mình chỉnh ngược cái lên ha, nó sẽ có những cái chỉnh ngược lên. Nó bắn như thế này thì nó rất là sát luôn nè anh em, nó không có dấu ha, rất là đẹp luôn. Mình chỉ mà đinh này là đinh 4 nha anh em, à 4 phân đó, mình sẽ đinh 4. Thì nhiều lúc anh em sử dụng ví dụ như đây mình cần ghép hai này lại nhau là hai cái hai phân, thì mình ghép như thế này thì mình bắn đinh vậy nó mới sâu sát được ha. Đó thì những gõ nó dày thì mình phải dùng đinh nó cao thôi. Nó phần này dùng đinh chỉ nha. Đó, lúng cát luôn anh em ha. Còn khi mà anh em để chế độ này nè, cát ở đây ha, đó thì anh em giữ bấm giữ luôn và ấn thôi. Ha. Rồi. Rồi, ok ha. Đó. Thì những cái này thì nó không như súng hơi mà bắn bụp 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 được nha anh em, nó không có bắn gì được. Anh em bắn xong mình thả lên thì mình bấm bắn tiếp được. Chứ nó không có như súng hơi là mình bấm cái lần liên tục ha, bấm một cái dải mà chạy liên tục không có được. Nha, anh em bắn thì cũng phải cho nó ngừng cái rồi bắn tiếp nha. Bấm xuống thì ngừng cái bắn tiếp. Này. Đó. Rồi xong ha, anh em bắn tiếp. Đó, chứ nó không có bắn liên tục bụp 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 không được nha. Thì rồi ok anh em ha. 3.950.000 cho các cái súng đinh này nha, chỉ có một cái thôi, mình chỉ có một cái thôi nha. Anh em nhu cầu thì qua cửa hàng lấy 3.950.000 ha. Đó, hàng này thì mình sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh em 3 tháng nha, bảo hành 3 tháng thôi. Đó, bảo hành là sửa chữa nha nên chứ không có đổi, tại mình cũng không có đổi đâu, để chờ lô hàng mới về đi nha. Cái này thì hàng mẫu về để phục vụ cho anh em thôi nha, chứ chưa có phải là nhập số lượng nhiều về. Cái này rất là tiện dụng khi mà anh em làm ở những cái chỗ mà không có điện ha. Đó, những còn nếu xài chuyên nghiệp á thì không ai xài điện với pin anh em. Xài chuyên nghiệp thì người ta đã dùng hơi rồi nha anh em, nhà xưởng nhà máy rồi đó, xài chuyên nghiệp thì người ta đã dùng hơi rồi chứ không có dùng những cái điện hoặc là pin đâu nha. Tại vì dùng hơi thì sao nó cũng vẫn ok hơn ha. Thì những cái máy sản xuất ra thì nó phù hợp, nó mang tính phù hợp ở một cái thời điểm thôi. Ví dụ như anh em cần giảm giá đi cái chỗ mà nó không có, cái chỗ mà nó không có điện á, không có kéo hơi tới được á, thì chúng ta sẽ dùng nó đựng trong cái hộp rất là lớn ha. Đó, thế này
ok. Rồi 3.950.000, anh em nào có nhu cầu thì qua cửa hàng lấy, số lượng một con duy nhất. Rồi cảm ơn anh em ha. Anh em thích cái channel mình, vui lòng nhấn nút đăng ký hoặc nút chuông để theo dõi những video mới nhất nha. Thì mình sẽ cập nhật thường xuyên luôn, hầu như là ngày nào cũng có làm cái video để cho anh em giải trí xem hết á. Thì ngoài cái chuyện mà mình có nhu cầu thì mua, không nhu cầu thì mình ok mình xem cho vui ha. Đó vậy thôi. Hàng của Freeman này là cũng sản xuất theo dạng xuất khẩu anh em, chứ không phải là hàng nội địa nha. Đa phần anh em để ý hàng, những cái hàng mà nội địa là đa phần tiếng Trung là nhiều. Hàng còn tiêu chuẩn xuất khẩu, thùng rất là dày ha, thùng cực kỳ dày luôn. Rất là dày, cứng cáp lắm. Em thấy làm rất là đẹp. Ok, 3.950.000 nha anh em. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.